Match Group, công ty mẹ của ứng dụng hẹn hò Tinder, đã đâm đơn kiện Google vì chính sách chia sẻ doanh thu của Google thông qua CH Play. Trước đó, nhà sản xuất tựa game Fortnite là Epic Games cũng đã có động thái phản đối hành vi được cho là phản cạnh tranh của Google với CH Play. Cụ thể Match Group, công ty đứng sau hàng loạt ứng dụng hẹn hò đình đám như Tinder, đã kiện Google của Alphabet, Công ty cho biết đây là phương sách cuối cùng để ngăn Tinder và các ứng dụng khác bị xóa khỏi kho ứng dụng CH Play vì từ chối chia sẻ 30% doanh thu của họ. Trước Match Group, nhà sản xuất tựa game Fortnite là Epic Games cũng đã có động thái phản đối hành vi được cho là phản cạnh tranh của Google với CH Play. Trong khi đó, Google cho biết Match đang cố gắng né tránh việc trả tiền phí cho các khoản thu của ứng dụng. Công ty này phát biểu, tương tự các doanh nghiệp khác, chúng tôi tính phí dịch vụ của mình và thực hiện trách nhiệm bảo vệ người dùng chấm lại gian lận. Công ty đã nói rằng công cụ thanh toán của họ giúp ngăn chặn những trò gian lận. Đơn kiện của Match được đệ trình lên tòa án liên bang ở California, cáo buộc Google vi phạm luật chống độc quyền của liên bang và tiểu bang. Đồng thời Match cũng đang tìm cách ngăn chặn hành vi đó. Điều đáng chú ý, một số ứng dụng của Match đã được miễn trừ khỏi các chính sách của Google trong khoảng một thập kỷ qua. Hiện tại, Google cho biết họ sẽ chặn tải xuống các ứng dụng không đồng ý sử dụng hệ thống thanh toán và chia sẻ doanh thu thông qua CH Play trước ngày 1 tháng 6. CEO của Match cho hay, vụ kiện này là biện pháp cuối cùng. Chúng tôi đã cố gắng giải quyết với Google với thái độ thiện trí, nhưng sự khăng khăng và đe dọa của họ khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Match Group cho biết hàng trăm triệu đô la doanh thu sẽ phải trả cho Google. Phần lớn người dùng trên ứng dụng phổ biến nhất của Match, Tinder, thích hệ thống thanh toán của họ, cho phép các gói trả góp, chuyển khoản ngân hàng và các tính năng khác không do Google cung cấp. Trong một thông báo, CEO Match Group cho biết bằng cách khăng khăng sử dụng độc quyền Google Play Billing, Google tìm cách tự đưa mình vào vai trò trung gian giữa người dùng và nhà phát triển, ngăn Match Group trực tiếp phục vụ khách hàng và nhiều vấn đề quan trọng. Google cho biết rằng các nhà phát triển có thể bỏ qua CH Play và công ty cũng đã giảm phí, đồng thời tạo ra các chương trình khác để giải quyết các mối lo ngại. Tuy nhiên, CEO Dubai nói rằng việc phát hành trên set Play là khó có thể tránh khỏi. Họ nói như kiểu bạn không cần phải đi thang máy để lên tầng 60 của một tòa nhà, bạn có thể treo lên, CEO của Match Group nói. Google cho biết phần lớn các ứng dụng trên cửa hàng ứng dụng của Google không phải trả bất kỳ khoản phí nào và các ứng dụng của Match Group nằm trong số 3% nền tảng phải trả phí. Hơn nữa, Google cho biết thêm, Match đã có nhiều thời gian để điều chỉnh những thay đổi được Google công bố vào năm 2020, theo CNN. Các công ty công nghệ lớn bao gồm Apple và Google đã giảm một số phí cửa hàng ứng dụng mà họ tính trong những năm gần đây, trong bối cảnh các nhà phát triển ứng dụng và các nhà hoạt định chính sách ngày càng phản nàn. Ví dụ, trong năm nay, Google đã giảm phí đăng ký trong ứng dụng từ 30% xuống còn 15%. Vào năm 2020, Apple đã công bố một chương trình mới dành cho các nhà phát triển thời gian.